tối mùng 3 tháng 9, Công an phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho hay cùng ngày đã hoàn tất hồ sơ tham mưu Ủy ban Nhân dân phường Tiến Thành trình Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Xoài ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 thanh niên ăn nhậu trong lúc giãn cách xã hội. Mỗi trường hợp bị xử phạt 15 triệu đồng theo quy định. 8 người bị xử phạt có 6 nam, 2 nữ, tuổi từ 19 đến 33, ngụ phường Tiến Thành, phường Tân Phú, xã Tân Thành của thành phố Đồng Xoài, xã Tân Lợi của huyện Hớn Quản và xã Minh Hưng của huyện Bù Đăng. Theo hồ sơ, khoảng 16 giờ chiều mùng 2 tháng 9, nhận tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng phường Tiến Thành kiểm tra và bắt quả tang 8 thanh niên nêu trên đang tổ chức ăn nhậu tại nhà của BNT ở khu phố 2, phường Tiến Thành. Trên bàn nhậu còn có một dụng cụ dùng để hút xì xa. Ngay sau đó, các đối tượng được mời về trụ sở công an phường để xử lý. Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 31 tháng 8, Công an phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài đã hoàn tất hồ sơ tham mưu Ủy ban Nhân dân phường Tiến Thành trình Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Xoài ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tương tự đối với 7 thanh niên ăn nhậu trong lúc giãn cách xã hội với tổng số tiền 105 triệu đồng, mỗi trường hợp bị xử phạt 15 triệu đồng.